người ấy chắc chắn đi đến đích an ổn, không tổn hại. Này thiện hiện cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột, có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, lại thường nhiếp thọ tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, lại thường nhiếp thọ pháp không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lại thường nhiếp thọ chân như, lại thường nhiếp thọ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lại thường nhiếp thọ thánh đế khổ, lại thường nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự, lại thường nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại thường nhiếp thọ tám giải thoát, lại thường nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, lại thường nhiếp thọ 10 địa Bồ Tát, lại thường nhiếp thọ 5 loại mắt, lại thường nhiếp thọ 6 phép thần thông, lại thường nhiếp thọ 10 lực Phật, lại thường nhiếp thọ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lại thường nhiếp thọ pháp không quên mất, lại thường nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết, lại thường nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lại thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy chẳng bao giờ suy hao thối bại nửa đường, vượt địa vị thanh văn và độc giác, thành thục hiếu tình nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có phương tiện thiện xảo. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, do chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, nên rơi lại địa vị thanh văn và độc giác. Phật dạy, này thiện hiện, hay thay, hay thay, ông vì lợi lạc cho các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa mà thưa hỏi Như Lai việc cốt yếu như thế, ông này hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Này thiện hiện, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, từ khi mới phát tâm đã chấp trước ngã ngã sở mà tu hành bố thí ba la mật đa, chấp trước ngã ngã sở mà tu hành tịnh giới an nhẫn